giả của kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng quý vị sẽ có những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Và bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Phi Phụng đánh trao 150 triệu cho nghệ sĩ Hoàng Lan, tiết lộ bệnh Parkinson của đồng nghiệp đã vào giai đoạn 4, người liên tục lắc lư. Nghệ sĩ Phi Phụng đến thăm, trao số tiền quyên góp và cập nhật tình hình bệnh tình của nghệ sĩ Hoàng Lan. Cách đây ít ngày, nghệ sĩ Phi Phụng chia sẻ đoạn tin nhắn nhờ sự giúp đỡ từ nghệ sĩ Hoàng Lan, khiến nhiều người không khỏi xót xa. Vốn mang trong mình bệnh nặng, đến nay hoàn cảnh lại càng khó khăn hơn khi số tiền còn lại của nữ nghệ sĩ đã cạn. Nghệ sĩ Hoàng Lan đã nhắn tin cho Phi Phụng: xin một số tiền nhỏ để mua thuốc, chị Phụng ơi cứu em với, mấy bữa nay hết thuốc mà em không có tiền, nên em làm phiền chị giúp em xin một ít mua thuốc, em mang ơn chị suốt đời, em cảm ơn chị nhiều. Nghệ sĩ Phi Phụng nhanh chóng lên tiếng kêu gọi sự giúp sức và đã kêu gọi được khoảng 150 triệu đồng để giúp đỡ người đồng nghiệp của mình. Hôm nay, nghệ sĩ Phi Phụng đã đến thăm và trao số tiền quyên góp được cho nghệ sĩ Hoàng Lan, cô viết: hôm nay Phi Phụng đã đến trao tiền cho Hoàng Lan rồi nè mọi người. Lần này gặp Lan thì thấy ốm hơn trước nhiều quá. Bệnh Parkinson làm cho Lan không thể ngồi yên, người lúc nào cũng lắc lư. Bệnh đã qua giai đoạn 4 rồi, sắp tới có thể Lan phải nhập viện để điều trị bệnh của mình. Nhờ trời Phật thương và sự giúp đỡ của tất cả mọi người giúp Lan có được một số tiền lớn trong lúc này. Để dễ trang trải, đây là hai clip mình mới quay hồi sáng. Một clip Lan tâm sự về bệnh tình, một clip Lan cảm ơn khán giả đã hỗ trợ cho Lan. Nghệ sĩ Hoàng Lan cảm ơn sự giúp đỡ từ khán giả. Tin nhắn cầu cứu của nghệ sĩ Hoàng Lan trước đó khiến nhiều người xót xa. Không còn duyên nợ, Song Joong Ki tuyệt tình với vợ cũ đến mức này. Sau khi Song Joong Ki ly hôn, anh liên tiếp có những hành động tuyệt tình với Song Hye Kyo khiến nhiều người khó hiểu. Vụ ly hôn thế kỷ của cặp đôi Song Joong Ki, Song Hye Kyo vẫn đang là chủ đề được truyền thông nhiều nước châu Á khai thác. Mọi động thái của Song Joong Ki và Song Hye Kyo hay người nhà cặp đôi này đều được các phóng viên theo dõi sát sao. Sau khi công khai tuyên bố đã đệ đơn ly hôn với Song Hye Kyo, Song Joong Ki bị nhiều người chỉ trích vì thái độ răn đe vợ cũ của mình ngay trong thông cáo báo chí. Từ đây, nhiều người cho rằng chắc hẳn Song Hye Kyo đã phạm phải một lỗi gì rất lớn mà Song Joong Ki không thể tha thứ, khiến anh có hành động nhất quát như vậy. Nhiều người cho rằng Song Joong Ki ly hôn vì Song Hye Kyo mắc lỗi lầm khá lớn. Chưa hết, thông qua luật sư, phía Song Joong Ki tiếp tục khẳng định phần sai đều thuộc về Song Hye Kyo. Anh trai của nam tài tử họ Song cũng đăng câu nói lấy tay che trời nhằm ám chỉ cô em dâu. Sau khi Song Joong Ki ly hôn, từ cá nhân anh cho tới các thành viên trong gia đình đều có những động thái khiến nhiều người đứng về phía Song Hye Kyo cho rằng gia đình Song Joong Ki đang cố tình lợi dụng scandal này để làm màu. Hàng loạt hành động của Song Joong Ki sau khi tuyên bố ly hôn khiến nhiều người khó hiểu. Mới đây, một số netizen Trung Quốc còn phát hiện phía Song Joong Ki đã bỏ công xóa những bình luận bênh vực Song Hye Kyo, đồng thời chặn luôn những tài khoản đó. Hành động này khiến nhiều người cho rằng Song Joong Ki không muốn Song Hye Kyo hay những ai đứng về phía cô xuất hiện trong thế giới của mình nữa. Tưởng rằng cứ tuyên bố nhiều, chỉ trích nhiều sẽ giành được thiện cảm của dư luận, thế nhưng những hành động của Song Joong Ki và gia đình anh lại bị nhiều người chỉ trích. Trong khi đó, Song Hye Kyo chỉ giải thích nguyên nhân đường ai nấy đi là do tính cách không hợp. Sau đó, cô tích cực tham gia các sự kiện quốc tế, dùng công việc để quên đi nỗi đau hôn nhân, mà không cần nói thêm điều gì. Có lẽ chính vì thế Song Hye Kyo lại nhận được sự đồng tình từ cộng đồng mạng. Song Joong Ki bị chỉ trích là quá tuyệt tình với vợ cũ Song Hye Kyo. Gia đình Lý Hải Minh Hà xuất ngoại du lịch hè sang chảnh. Loạt hình ảnh hạnh phúc của gia đình Lý Hải Minh Hà cùng nhau đi du lịch biển tại South Beach, Miami, Florida của Mỹ vừa được chia sẻ. Cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp và sự ngọt ngào của vợ chồng anh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mới đây, fanpage của gia đình Lý Hải Minh Hà đăng tải hình ảnh cả nhà cùng nhau du lịch biển tại bang Florida của Mỹ. Không chỉ cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ khiến nhiều người choáng ngợp, mà chính sự hồn nhiên của bốn nhóc tì cũng như sự hạnh phúc ngọt ngào của Lý Hải và bà xã kém tuổi mới là điều ấn tượng nhất. Hè nào gia đình Lý Hải cũng cùng nhau đi du lịch, nhan sắc trẻ mãi không già của đôi vợ chồng nổi tiếng. Dù đã trải qua 4 lần sinh nở, Minh Hà vẫn giữ được sắc phóc đáng ghen tị. Những khoảnh khắc ấm áp yêu thương của cả gia đình, nhiều người ghen tị với hình ảnh hạnh phúc của gia đình Lý Hải. Bị cuồng gia đình Việt này quá đi, chúc gia đình mãi hạnh phúc như thế. Cảnh đẹp gia đình anh chị còn đẹp hơn.
chúc cả nhà có kỳ nghỉ vui vẻ nhé. Hi, gia đình anh Hải và Hà thật là cute quá à, chúc cả nhà ngày đầu tuần ấm áp hạnh phúc nha. Lý Hải Minh Hà kết hôn từ năm 2010 và có với nhau 4 nhóc tỳ đáng yêu. Đến nay sau gần một thập kỷ sống bên nhau, đôi vợ chồng nổi tiếng vẫn giữ được tình cảm gắn bó sâu sắc ngọt ngào. Chia sẻ về bí quyết giữ hạnh phúc, cụ hot girl bộc bạch rằng trong bất cứ tình huống nào cả hai đều bàn bạc để tìm ra mục đích chung, chứ không phải đặt cái tôi của mình. Còn nam ca sĩ cho biết, mình làm gì thì cũng phải nghĩ cho người kia, đặt mình vào hoàn cảnh của họ, bí quyết của họ, tưởng như đơn giản nhưng có lẽ không phải người vợ hay người chồng nào cũng sống có trách nhiệm được như vậy, giữa showbiz vốn nhiều thị phi và cạm bẫy. Bên cạnh sự nghiệp thành công, sự giàu có, nổi tiếng, vợ chồng Lý Hải Minh Hà còn được người hâm mộ yêu mến bởi cách giáo dục con hiện tại. Không nghiêm khắc, đòn roi nhưng cực kỳ hiệu quả. Vợ chồng anh luôn cho các con được trải nghiệm nhiều môi trường, kể cả chân lắm tay bùn ở quê, nhằm giúp con sống gần gũi yêu thiên nhiên, cũng như biết trân trọng sức lao động. Cả gia đình cùng nhau về quê để các con trải nghiệm nhiều điều mới mẻ. Lộ ảnh kết phim Về Nhà Đi Con, gia đình Thư Vũ hạnh phúc bên nhau. Khi fan của phim Về Nhà Đi Con còn đang lo lắng cho cuộc hôn nhân của Vũ và Thư, thì mới đây, hình ảnh vợ chồng Thư Vũ cùng Cubon đang tươi cười hạnh phúc khiến khán giả thở phào. Bộ phim Về Nhà Đi Con thực sự đang tạo ra một cơn sốt rất ấn tượng trên màn ảnh nhỏ. Từng diễn biến của các tập phim luôn khiến người khác phải nín thở theo dõi. Bên cạnh đó, mỗi tập phim cũng khiến khán giả phát điên vì những phân cảnh khó đoán, buộc khán giả phải chờ tới tập tiếp theo mới có thể biết được. Có thể nói cái kết của phim Về Nhà Đi Con luôn được khán giả quan tâm. Hiện tại bộ phim Về Nhà Đi Con đã được phát sóng đến tập 65. Sức nóng của bộ phim này vẫn đang tập trung vào câu chuyện hôn nhân đầy sóng gió của Thư, Bảo Thanh và Vũ Quốc Trường khi nhân vật nhã Quỳnh Nga, người thứ ba xuất hiện nhằm phá hỏng gia đình nhỏ này. Trong tập gần đây, khi con của Vũ Thư là Cubon ra đời, càng góp phần đẩy thêm cao trào cho bộ phim. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một bức ảnh được cho là cái kết cho bản hợp đồng hôn nhân của Thư và Vũ. Theo đó, sau tất cả sóng gió, Vũ sẽ từ bỏ các mối quan hệ bên ngoài, cả hai sẽ trở về bên nhau, vun đắp một tổ ấm thực sự. Bức ảnh gia đình Thư Vũ cùng bé Bon cười tươi hạnh phúc bên nhau đã nhận được nhiều sự thích của khán giả. Bên cạnh việc các fan của phim Về Nhà Đi Con mừng rỡ vì chuyện tình cảm của Thư và Vũ sẽ nhận được cái kết viên mãn, thì không ít người lại chú ý đến mái tóc và biểu cảm của cô Bon. Trong hình, khi bố mẹ đã diễn rất nhiệt tình thì Cubon lại làm ngơ, mắt nhìn xa xa với biểu cảm hết sức gây cười. Chưa kể mái tóc dựng đứng của Cubon cũng khiến nhiều khán giả thích thú và để lại bình luận hài hước. Trước đó, nhiều tình tiết đã được tiết lộ. Trong một lần hẹn hò với Nhã, Vũ đã bị Linh bạn thân của Thư bắt gặp và hai bên xảy ra cãi vã. Vũ tức giận về nhà đòi kết thúc hợp đồng, Thư bế con về ngoại và nhận số tiền bồi thường. Sau khi chấm dứt hợp đồng với Thư, Vũ thoải mái đi cùng người tình, nhưng anh đã phát hiện ra nhiều điểm xấu của Nhã. Cô ả là người chảnh chọe khinh người, không khôn khéo và thoải mái như Thư. Anh chàng đã hối hận và gửi tin nhắn xin lỗi vợ, muốn cô quay lại. Nhưng vì tính tự cao, Vũ vẫn tỏ thái độ lạnh lùng, muốn ký tiếp bản hợp đồng khác với giá trị gấp đôi. Nhưng Thư không đồng ý và muốn ra tòa để kết thúc mọi chuyện. Mọi chuyện ở trên cũng chỉ là dự đoán, còn thật hư câu chuyện ra sao, phải chờ phim lên sóng mới biết được. Phim Về Nhà Đi Con phát sóng vào lúc 21 giờ các ngày thứ 2, 6 hàng tuần trên kênh VTV1. Chọn bộ ảnh vòng một phẳng lì đẹp trai tựa nam thần đúng chuẩn soái ca của Kiều Lê. Kiều Lê bất ngờ chia sẻ trọn bộ ảnh chuẩn soái ca sau khoảng thời gian thả thính khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Kiều Lê lại tiếp tục khiến nhiều khán giả đứng ngồi không yên với bộ ảnh chuẩn soái ca. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Kiều Lê chia sẻ trọn bộ ảnh chuẩn soái ca sau khoảng thời gian thả thính khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Có thể nói thời gian gần đây, mỗi lần xuất hiện Kiều Lê luôn nổi bật và tỏa sáng, thu hút mọi sự chú ý với vẻ điển trai và phong cách cực ngầu. Điều khiến mọi người quan tâm không kém chính là vòng một của Kiều Lê đã hoàn toàn bốc hơi. Có thể nói kể từ khi cắt phăng mái tóc dài để đổi sang kiểu tóc tém, tomboy cá tính, Kiều Lê càng khẳng định độ nam tính của mình trong phong cách thời trang và ứng xử. Nhìn Kiều như thế này thì cô gái nào mà không gục ngã cơ chứ, đúng chuẩn một anh chàng cực ngầu. Theo như chia sẻ của stylist Khê Nguyễn, người đã chuẩn bị trang phục cho bộ ảnh này cho biết, cả ekip thực hiện theo chủ đề Human Break Everything, But Never Give Shadow, tạm dịch, con người phá vỡ tất cả mọi thứ nhưng không bao giờ là hình bóng của mình.
vừa ngọt ngào lại vừa lạnh lùng quyến rũ, chuẩn sói ca, xứng đáng là đẹp trai nhất Vbiz. Thời gian qua, Gil Lê có sự quay trở lại vô cùng ngoạn mục trên đường đua Vbiz với sản phẩm âm nhạc Người Mình Yêu Chưa Chắc Đã Yêu Mình. Đây là sản phẩm đánh dấu sự trở lại trong âm nhạc, nên Gil muốn thay đổi chính mình, cởi mở hơn, vui vẻ hơn. Đây không lâu, khi trả lời với cánh truyền thông về chuyện tình ngoài đời của Gil Lê hiện tại, Gil cho biết đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì công việc, vì cách sống và cách suy nghĩ của mình thoáng hơn, không khép kín giống như lúc trước. Bây giờ tôi dồn toàn tâm, toàn ý cho công việc chứ không chú tâm vào chuyện tình cảm. Gil Lê với phong cách khuôn ngầu, hình ảnh này có vẻ rất hợp với tính cách của cô nàng đẹp trai ở ngoài đời thường. Để có được một thân hình săn chắc, quyến rũ và khỏe khoắn như bây giờ, Gil Lê hé lộ bí quyết. Đó là phải cố gắng kiêng đồ ngọt để giữ dáng, uống nhiều nước, thường xuyên đi tập gym.